Dạ em Hương xin chào mừng cô chú và anh chị mình đã đến với nhà Xịn Bình Chánh. Em Hương xin được chào mừng cô chú và anh chị mình đã đến với nhà Xịn Bình Chánh. Thì hôm nay em Hương lại giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình luôn một ngôi nhà có diện tích là 5 x 18 nha. Nhà của mình thiết kế là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đường trước nhà của mình rộng lắm nha cô chú và anh chị. Như cô chú anh chị mình cũng đã thấy đây, đường đây là tới tận 6 mét lận, xe tải có thể chạy ngang nhà mình luôn nha. Đường của mình là hướng thông, trục đường là 835B, mình chạy vào bên trong nhà mình á là chỉ có 500m thôi ha. Còn hướng bên đây, quý cô chú anh chị mình cũng có thể là mình đi ra nhà thờ Bình Chánh, chợ Bình Chánh luôn nha. Từ đây mình ra nhà thờ Bình Chánh và chợ Bình Chánh là chỉ tầm có 1 cây số thôi nha cô chú và anh chị. Thì ngôi nhà này em Hương sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình đây. Nhà này là sổ hồng riêng luôn nha. Sân của mình rất là rộng luôn, xe hơi có thể vào tận tới bên nhà mình luôn. Và mình cũng có thể đậu thêm được 3 chiếc xe máy nữa nha. Đây là cổng bước vào nhà mình, thì bên em Hương làm cho mình là cổng sắt, sân tĩnh điện rất là đẹp và chắc chắn luôn ha. Quý cô chú anh chị mình về đây mình cũng có thể làm một cái mái đưa ra và mình có thể đậu chiếc những chiếc xe trong đây, mình cũng không có sợ mưa gió gì luôn nhé. Giờ thì em Hương mời cô chú anh chị mình tiến sâu vào bên trong mình tham quan căn phòng khách nha. Dạ thì đây là căn phòng khách của gia đình mình. Thì bên em Hương cũng làm cho mình một lớp cửa bảo vệ ở ngoài luôn, đó là một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện kính cường lực luôn nhé. Bên em Hương tặng cho gia đình mình luôn là một bộ rèm luôn, cho bữa tối mình kéo màn lại rất là riêng tư luôn nha. Thì đây là căn phòng khách của mình, rất là rộng và thoáng luôn. Ngon quý cô chú anh chị mình cũng đã thấy ha. Thì khu vực bên đây quý cô chú anh chị mình về cũng có thể là mình mua một ghế sofa hoặc là một ghế gỗ gắn thêm một chiếc tivi nữa, thì bữa tối gia đình mình sum họp bên nhau rất là vui vẻ luôn. Thì tường thì em vẫn ốp lên cho mình tới tận đây. Dạ thì tường bên đây á, em Hương cũng ốp gỗ lên cho mình nè, tới tận 1 mét lận, rất là đẹp luôn ha, rất là sang chảnh luôn. Giờ thì em Hương mời cô chú anh chị mình tiến sâu vào bên trong ha. Trần bên đây thì em Hương làm cho mình là trần thạch cao nguyên khói ha, có hoa văn nội tiết luôn ha, đèn chùm đèn lát rất là đầy đủ luôn, có cho mình một cái quạt xay nè, rất là đẹp luôn đó. Giờ em Hương mời cô chú anh chị mình tiến sâu vào căn phòng bếp nha. Đây là căn phòng bếp của gia đình mình. Căn phòng bếp rất là rộng luôn nha cô chú và anh chị. Thì cô chú anh chị mình về đây mình cũng có thể tận dụng được 6 đến 8 bàn ăn cho gia đình mình luôn nha. Thì đây là không gian bếp của mình. Thì em Hương làm cho mình tủ trên và tủ dưới nè. Mặt bếp thì mặt bếp đá hoa cương, có bồn inox 304 luôn ha. Đây là một cái tủ, quý cô chú anh chị mình về cũng có thể tận dụng là mình đựng ly hoặc chén bát vào đây, rất là tiện luôn, rất là rộng nha. Còn chỗ nấu nướng ở đây á thì em Hương vẫn ướp lên cho mình tới trên đây rồi, rất là sạch sẽ. Chị em mình về đây á cứ nấu nướng thì văng dầu mỡ, dễ vệ sinh và lau chùi lắm ha. Còn phía bên đây thì em cũng làm cho mình một cái cửa sổ đây, rất là thuận tiện luôn, khi mà mình nấu nướng đó có bốc mùi thì nó bay ra hết trơn luôn. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm, vẫn có màn che cho gia đình mình luôn ha. Còn phía đây là nhà vệ sinh đây. Còn đây là phía nhà vệ sinh của mình ha. Nhà vệ sinh của mình ha, em vẫn thiết bị tiện nghi đầy đủ cho gia đình mình luôn ha. Bồn cầu nguyên khói, calapo, dòi sen, dòi xịt. Cửa thì em làm bằng cửa gỗ từ thiên nhiên luôn nha. Quý cô chú anh chị mình về đây cứ yên tâm luôn nha. Còn phía dưới chân cầu thang này, quý cô chú anh chị mình về cũng có thể là mình đóng một cái tủ, rồi mình để những vật dụng mà mình không cần thiết đó, mình cũng có thể để vào đây, rất là gọn gàng. Dạ thì em Hương mời cô chú anh chị mình. Dạ đây là hướng lên tầng trên của mình ha. Thì tay cầm bằng gỗ đây nè, cái cây trụ cầu thang á có phúc lộc thọ luôn, rất là đẹp và sang luôn nha, cho gia đình mình luôn. Tay cầm bằng gỗ thì mặt cầu thang đây nè là kính cường lực cho mình luôn nha. Mặt bước lên cầu thang á là mặt đá hoa cương, rất là đẹp và chắc chắn. Còn mình đi lên cầu thang rất là rộng và thoáng luôn. Quý cô chú anh chị mình có thể di chuyển tận 2 người luôn, rất là yên tâm nha. Giờ thì em Hương mời cô chú anh chị mình đi theo chân Hương lên trên mình tham quan phòng trên nha.
Dạ, quý cô chú anh chị thân mến, thì hiện giờ là em Hương đang đứng trên tầng 1 đây. Khung cầu thang đây rất là rộng nha, rất là dễ di chuyển đồ đạc mình lên luôn nha. Thì phòng trên của mình á là có 3 phòng và một nhà vệ sinh. Thì giờ em Hương mà cô chú anh chị mình theo chân Hương, mình tham quan căn phòng thứ nhất của mình nha. Dạ, đây là căn phòng thứ nhất của mình nè. Rất là rộng luôn nè cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị mình mua nhà này á, thì bên em Hương sẽ tặng cho quý cô chú anh chị mình một cái máy lạnh luôn, rất là mát mẻ nha. Còn em vẫn làm cho mình một cái cửa sổ đây luôn, kéo ra kéo vô, rất là thoáng, có màn luôn ha. Đèn hệ thống rất là đầy đủ cho quý cô chú anh chị mình luôn. Còn phía bên đây á, em làm cho mình một cái không gian mở ở đây. Nhà vệ sinh thì em để cuối hành lang nha. Em mời cô chú anh chị mình xem sơ khu vực nhà vệ sinh nha. Không gian mở đây rất là mát mẻ luôn. Với cô chú anh chị mình về cũng có thể tận dụng không gian này, mình phơ quần đồ hoặc là mình giặt đồ ở khúc này, rất là thuận tiện cho gia đình mình luôn nha. Nhà của mình á, từ đây á, mình ra ngoài chợ Bình Chánh mình á, là chỉ có tầm 5 phút mình đi xe máy thôi nha cô chú anh chị. Thì khu dân cư ở đây rất là đông đúc nha, rất là hiện hữu luôn. Từ đây mình ra Bách Quá Xanh, điện máy xanh, chợ, trường học các cấp, bệnh viện thì mình đi tầm chỉ có 5 phút thôi. Dạ, đây là căn phòng thứ hai mà em Hương sẽ giới thiệu cho gia đình mình. À, cũng có cửa sổ luôn nha, phòng nào thì em vẫn làm cho mình một cái cửa sổ hết trơn, có màn luôn. Phòng này em cũng tặng cho mình một cái máy lạnh luôn nha, trần là trần thạch cao nguyên khói, đã gắn đèn LED, đèn lon cho mình đầy đủ hết trơn luôn. Cửa của mình nè, có hoa văn nội tiết rất là đẹp luôn nè. Cửa của mình là cửa gỗ từ thiên nhiên luôn, rất là đẹp. Dạ, đây là căn phòng lớn của gia đình mình. Mình vẫn có đường ra ban công luôn nha. Thì không gian này với cô chú anh chị mình về cũng có thể làm phòng ngủ hoặc là phòng thờ luôn nha. Thì ở đây em cũng làm cho mình một cái đường để mình gắn cái máy lạnh luôn. Và cũng có đèn chùm cho mình luôn, đèn lót, đèn lan đầy đủ hết trơn nha. Còn đây là hướng ra ngoài ban công của mình, rất là mát mẻ luôn nha cô chú và anh chị. Ban công ở đây rất là rộng nha. Đường của mình á là đường xe hơi nha, đường tới 6 mét lận, xe tải có thể chạy ngang nhà mình luôn. Đường này là đường thông nên quý cô chú anh chị mình yên tâm, mình có thể mua căn nhà này, mình cũng thể tận dụng là kinh doanh, mở một cái tiệm gì đó nho nhỏ cũng rất là thuận tiện luôn. Xe hơi vào tận tới nhà mình luôn nha. Một bên hướng bên đây á là mình ra bài 835B nha. Còn hướng bên tay Hương chỉ đây, đây là mình có thể ra đường chợ Bình Chánh và nhà thờ Bình Chánh luôn nha cô chú và anh chị. Đây là đường thông. Dạ thì nãy giờ là em Hương đã quay sơ ngôi nhà này cho cô chú anh chị mình đã xem rồi ha. Bây giờ em Hương xin nhắc lại vị trí và diện tích nha. Nhà của mình á có thiết kế là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh nha, một phòng khách và một phòng bếp. Nhà của mình có diện tích là 5x18. Thì nhà này là đặc biệt là sổ hồng riêng luôn nha. Đường của mình là tới đường 6 mét lận, xe tải có thể chạy ngang vào ngang nhà mình luôn. Đây là đường hướng thông nha, mình có thể thông hai lối luôn. Một bên là mình ra 835B, một bên là mình có thể về chợ Bình Chánh hoặc là mình về nhà thờ Bình Chánh luôn. Mình đi tầm chỉ có 5 phút thôi. Thì khu dân cư ở đây rất là đông nha, rất là thuận tiện cho quý cô chú anh chị mình luôn. Như là mình đi điện máy xanh, Bách Hóa Xanh, trường học các cấp, bệnh viện thì mình đi tầm chỉ có 5 phút thì mình đã tới nơi rồi ha. Thì nhà này á, bên em Hương có giá là 2,5 tỷ. Quý cô chú anh chị mình thích ngôi nhà này thì cứ liên hệ cho em Hương dưới số điện thoại trên màn hình nha. Còn mình chỉ cần thanh toán cho bên em Hương á 1 tỷ hơn chút xíu thôi thì gia đình mình đã sở hữu được ngôi nhà đẹp này rồi. Giờ thì em Hương xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình trong những video lần sau. Quý cô chú anh chị mình xem xong video này thì đừng quên nhấn chuông, like và share cho em Hương nha, để em Hương có nhiều động lực ra những video mới cho gia đình mình xem. Giờ thì em Hương xin chào và hẹn gặp lại.